Hello anh em, tải ngay app NetAlo để trải nghiệm các tính năng liên lạc một cách mượt mà cùng chim sẻ nắng nhé. Anh em đừng quên nhập mã giới thiệu AOE để đóng góp 20.000 vào mỗi lượt tải app, giúp phát triển cộng đồng AOE Việt. Bộ chung kết và đây là Egypt dành cho cái thủ đô 1 ở trong trận thiếu này. Vâng, hy vọng lần này thì map đấu của anh có thể lên được đời. Trận đấu trước là một trận đấu quá xấu dành cho game thủ đô 1, khi mà không có hiệu đầu, gỗ đầu xa, quả đầu xấu, ăn chanh bị kèn e, không thể ăn được quả. Và anh cày của anh đập trên dân đổi bạn luôn cho nó mát, được vít cho nhanh. Quả đầu 6 cây trên đấu 1 trận thiếu này thì được cầm Egypt. Sau khi đó đi sẻ vẫn đang tìm được quả. Đây, xa thế nhở, bóng ra chính luôn. Vâng, quả 6 cây nhìn như quả phụ ạ. Mấy yêu ngay sau bãi quả trong trận thiếu này sẽ chậm khoảng 1 dân từ cái thủ sinh sẽ đáng ra. Bài đấu được cầm Kataria, một quả đấu rất xa. Vâng, quay trở lại mặt máy cái thủ nô 1 và cầm Egypt chậm dần đến từ sinh sẻ. Cám quỷ là 8 dân 300 do quả đầu, trong khi đó BB là 6%. Những bước đi dò đầu tiên dành cho bài Egypt của cái thủ nô 1 thì đã có một bầy hiêu ở gần với nhà chính của anh, và bầy hiêu này sẽ được đưa về nhà thôi. Egypt và Katha thì cả hai bên đều cung R Egypt và Lạc Đà. Lạc Đà đội bạn sẽ là Lạc Đà Baby, còn chúng ta là Lạc Đà Katha, đội bạn có cửa chơi phủ thềm đầu. Quan trọng vẫn là bài vở thôi, làm sao để lên đời sớm và chém đối phương, đó mới là vấn đề. Đây là bầy hiêu đầu, đây là cái thủ nô 1 đưa về nhà chính của mình. Bầy hiêu 4 con dành cho anh thì được cầm Egypt. Đây là mặt máy của thủ chim sẻ và bài đấu được cầm Kataria. Và khi mà đã cho quả xa thì thường sẽ có một bãi quả rất gần bãi quả đó, và trận này nó linh như vậy. Quả phụ ngay cạnh của không đồ lùa về, tập trung lùa bầy hiêu này về gần rừng để tí nữa đóng hết nhật đôi, cố gắng đi tìm voi. Katha và Summer ở trong AOE 1 này thì thường đa phần là ban đầu sẽ có một đôi voi ở gần đó. Hiện tại cùng chờ xem. À không, chắc chắn là sẽ có đôi voi ở gần thôi, chứ không phải là thường là sẽ có, mà là chắc chắn ở trận thiếu này. Về cơ bản là đủ đồ đến từ chim sẻ, nhưng chậm dần thời điểm đầu. Chúng ta sẽ được theo dõi chim sẻ đang chém trong một trận đấu được cầm Katharian. Ngày hôm nay thì đã có một trận đấu mà chim sẻ đang chém một trận làm mẫu rồi, với bài cầm Sumerian 2 lần từ đầu đến cuối, sau đó chuyển L3, Lạc Đà chém 4 đầu máu, chém chết Hitty bên phía đối phương. Còn trận này thì sẽ cầm Katha. Chúng ta sẽ tiếp tục được nhìn thấy những con Lạc Đà trong tay chim sẻ. Và có một sự trùng hợp, đó là cái trận cầm Sumer thì sẻ cũng màu 2, và trận này cầm Katha sẻ cũng màu 2. Đó là màu của trận trước đã thua, và trận này cần phải thắng. Đến với trận thi đấu chung kết sớm nhờ chim sẻ đóng vào đầu 1. Vẫn như thường lệ, xin phép anh em dành ít phút cho quảng cáo ở đầu trận đấu ạ. Bạn đang tìm một địa điểm tổ chức ăn uống với bạn bè có cùng niềm đam mê AOE? Bạn muốn một quán ăn có không gian thoải mái để chém chế cùng bạn bè chiến hữu, đã có nhiều tự do, chuỗi cửa hàng lầu và nướng cừu hấp dẫn với menu phong phú, có thể chứa tới 350 người. Để hoan nghênh cộng đồng AOE đến với nhà hàng, nhiều tự do đang có chương trình giảm 15% toàn bộ menu lầu. Chỉ cần anh em đọc pass AOE trước khi đặt bàn, hãy nhanh tay đặt chỗ tại nhà hàng gần nhất để được thưởng thức nhiều tự do, uống chí chủ nhận ưu đãi, nhiều tự do món ngọt giá vỉa hè, nhiều tự do không lo về giá. NetAlo, phần mềm liên lạc do người Việt phát triển với đa tính năng hội thoại, khả năng bảo mật mã hóa đầu cuối E2E tiên tiến hàng đầu thế giới, giúp bạn yên tâm hơn khi liên lạc, đánh bay nỗi lo bị đánh cắp thông tin cá nhân. Việc chia sẻ và kết nối chưa bao giờ dễ dàng đến thế từ khi có NetAlo. Hãy tải ngay NetAlo để trải nghiệm. Ngoài ra, mỗi lượt tải ứng dụng của bạn sẽ đóng góp 20.000 đồng vào quỹ phát triển cộng đồng AOE để tạo nên giải đấu hấp dẫn hơn trong tương lai. NetAlo, alo là net. Và chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Tí nữa sẽ dần đến đầu 1. Đấy, có quả phụ rồi, như vậy là anh có thể lên đời rồi. Và thông tin báo về là anh Việt Vũ đang comment là nếu như thắng trận này thì sẽ tiếp tục gửi tặng Hải Mario thêm một chiếc thẻ điện thoại 500k nữa. Và sẽ trên hành trình người đi gỡ, anh em cố gắng thi đấu cho em xin 500k nữa được không? Và kích đời, nhưng mà vẫn là rất muộn đến đấu 1. Bài xấu, 15-16% bài đội bạn. Chết một dần đến từ BB. Ok, em cảm ơn anh Việt Vũ nhiều nha, thank you anh. Đây là bài Katharian dành cho game thủ chim sẻ nắng chúng ta. Chúng ta theo dõi mặt máy chim sẻ đấu 1, trận này lên muộn. Bài có vẻ không có một thế khung bắc binh dành cho anh. Lên đời xong rồi đóng ra điều kiện thôi. Đây sẽ là BL để cho anh thủ chim sẻ. Cái gì cơ? Vâng, em tin tôi nhận được là bây giờ đến việc đấu 1 thở cũng khiến cho chim sẻ đáng cảm thấy sao không chịu được nhiệt nữa.
Thở dài cũng bị nói. Và cơ cấu bãi vào để dò đi thôi. Đây rồi. Ê zip để cho đối thủ cam quýt ở trong trận thiếu này. Vâng, đang cố gắng xiêm nhà đội bạn. Anh bị chọc cho anh đâu bộ đây. Vâng, đội bạn chọc trả sẻ. Chưa đi chọc nhà sẻ luôn. Vâng, như vậy đội bạn đang chọc đâu bộ rồi. Có T đến từ người cầm 3. Vâng, đang xiên vào nhà 1-3 về phía đối phương. Một pha vẩy e đến từ game thủ Cam Quýt nhưng chưa bắt được giò chim sẻ nào. T vẫn đang kể ở đây. Quýt đang muốn kéo dân về. Hai dân Cam Quýt sẽ nằm xuống với tình huống chọc giò chim sẻ 1L. Vâng, thông tin báo về mẫu 4 BB ép xịt. Bài BB chết một dân đấy. Cố lên anh em ơi. Đây, nhà game thủ Cam Quýt đang bò nhà. Có con giò tạt sang nhà chim sẻ. Nhưng con giò không còn nhiều máu nên không dám hổ báo lao vào. Đã khung xong nhà dành cho bài Egypt của game thủ Cam Quýt. Mặt 12 giờ này mình nghĩ đã kín rồi. Và kín bưng luôn. Tham 27 trên 32. 1L 1B. Đó là lựa chọn của game thủ chim sẻ trong trận thiếu này. Lạc đà bắt đầu đi vào khoanh ruộng của đối phương. Cái này là không được. Thêm vài chiếc ruộng kín nữa đến từ chim sẻ để có thể bò bãi gỗ của mình luôn. Trong trận đấu này Phù đã có ở đây. Đang muốn dắt Phù lên luôn đến chim sẻ. Có bánh sẻ cắm quýt vẩy ở trong nào, nhiều đạo rồi. Không, vẩy rất nhanh đến cắm quýt. Tiếp tục là vẩy e đến chim sẻ. Đây là e chúng ta. Rồi, pha vẩy e tốt đến chim sẻ nào. Pha chém vẩy e rất nhanh đến chim sẻ nào và lọt ở nhà cắm quýt. Một tình huống chém vẩy e cơ bản dành cho các game thủ top 1 AOE, nhưng vấn đề là Cam Quýt đã có 3R đâu, đã đúng thủ nhà. Sẻ đang để lạc đà bên trong để tiếp tục đưa thêm hai con lạc đà nữa lên. Và chơi nhà Cam Quýt trong trận thế này, rất nhiều dân Cam Quýt và Quýt đang bay hốc luôn. Và chém rất tốt đi chim sẻ và đang tăng nhà BL tiếp theo. Và đồ bộ đang động viên chim sẻ cố gắng lên nhé, anh vẫn sống. Vâng, Bi còn dắt Phù sang kê nhà cho Cam Quýt ạ. Tấn công Phù sẻ để bắt lạc đà sang thủ của BB nhưng không. Bi mang Phù sang nhà Cam Quýt thôi, chứ không mang chém sang. Rất tỉnh ở BB sẽ bắt đầu mất lạc đà. Tham đài 29 đến từ game thủ chim sẻ nào chúng ta. Đồ bộ bắt đầu khỏe rồi. Khi mà BB là một bài đấu ép xịt. Đẩy mẫu 4 nhé. Em nghĩ đẩy mẫu 4 nhé. Tham đài 29 đến từ chim sẻ đang chăn dần game thủ Cam Quýt rồi. Quýt cũng đang bị sẻ cuối nó khá nhiều. Không có nhiều ruộng đến Cam Quýt đâu. Bị sẻ chém nhiều lắm. 2L bắt đều rồi. Quan trọng đấu 1 phải bắn được phù của BB. Đây là một máy của game thủ đấu 1 trong trận thiếu này. Tham đài 37 trên 52 thì cho anh. Đã có giáp 2 cho con R Egypt cũng là 3 giống như game thủ Cam Quýt. Cứ từ từ thôi, tích cung R lông đông một chút và rỉa dần lạc đà của game thủ BB. Đây tình huống rỉa đến từ game thủ No 1 và điều R cơ bản dành cho anh. Và với những tình huống điều R này thì mình nghĩ No 1 làm tốt. Nhưng mà B không có nhiều lạc đà. Tham lai đâu số là 40 dành cho game thủ No 1 trong trận thiếu này rồi. 3A vẫn đang vắt đều. Cần phải có những tình huống cơ cấu và tăng dần BA cũng như nâng cấp công nghệ. Bò 3 sẽ sang nhà của game thủ No 1. Chú ý người màu ba sang nhà anh ấy. Sang nhà. Vâng, đội bạn sang nhà anh. Rồi, BB cũng đang muốn dồn lên. No 1 vẫn đang đứng chắn trước cửa để không cho BB có thể kết hợp lạc đà cùng với cung R Egypt trong tay game thủ Cam Quýt. Tham lái 45 đến từ game thủ No 1. Đội bạn quay lại rồi, không thấy sang nhà No 1. Đây là lạc đà BB. No 1 đang điều R, những tình huống vừa bắn vừa giật rất khéo đến đầu một, nhưng B vẫn đang còn nguyên lực và vẫn có một bài 2L sóc đều trong trận thiếu này. Cẩn thận bị vẩy e. Và đầu một đang muốn tất tay. Và đội bạn công phu nhà sẻ kìa. Rồi bắn đi. Ba đầu một đang rỉa lạc đà BB. Thì chú điều rồi thì đầu một. Thêm một tơn nữa đẩy lên. Và chơi nốt mấy con lạc đà này thôi. Và mặt máy bên thủ chim sẻ nếu như mà sẻ cầm chân được Cam Quýt thì khả năng cao B sẽ gãy. Vâng, sẽ phải đuổi theo tên R này, bắt buộc phải đuổi theo. Đuổi bằng chết luôn á.
Phá vẩy E đến chim sẻ, tốt rồi, đây rồi. Ui, vâng, Quýt bắn nhanh thất. Và mình yêu Quýt không để ý nhưng không, Quýt đã để ý trong tình huống vừa rồi. Ở nhà tiếp tục bị đẩy một tơn nữa, đến từ chim sẻ đáng, Quýt cũng đang dí mạnh lên nhà chim sẻ một tơn. Và có một tơn từ nhà sẻ sang đến nô một đây, gần chục con thôi. Đây là mặt máy của ứng thủ nô một, anh đang lấy dần đập luôn lạc đà BB. Trong tình huống này, lạc đà không chém kìa, ngon. Làm chiếc BS mới không anh? Thêm chiếc BS mới để ăn gỗ. Nhà của Cam Quýt cũng không có nhiều rừng, sẻ quản rừng một tơn không? Ai đang pha, có pha vẩy E. Quýt đến kìa, Quýt đến kìa, ở mặt BA kìa anh ơi. Mặt BA Cam Quýt đang đến, tham lai nô 1 là 53 ở trong trận thiếu này. Đang bắt nốt lạc đà BB. Một chú để lục nhà nhẹ dành cho nô 1. Quýt không có nhiều quần. Nô 1 đang tràn cung rò ra để bắt lạc đà của BB xong nhà của mình. Tham lai 52 gì cho anh. Cơ cấu lại ruộng nào. Bắt được khá lạc đà đội bạn đến từ nô 1 trong trận thiếu này rồi. 3A vẫn đang bắt đều và bo lại nhà. BB và BE vẫn hở nhá anh nhá. Ok. Vâng, đen bỏ BS và cơ cấu lại ruộng thôi. Tiếp tục dí lên nhà của đối phương. Gỗ 2 đang trên một đường nâng cấp. Và đây là con máy gây thủ chim sẻ. Chim sẻ đang đụng vào nhà Cam Quýt. Phá vẩy hay xong. Không được rồi. Không có gỗ để vẩy hay xong tình huống vừa rồi. Vâng, Bi bắt đầu chuyển sang đánh chim sẻ nhắng ở trong trận thiếu này. Phá vẩy đến chim sẻ và sẽ lọt nhà Cam Quýt. Rồi, lọt nhà Cam Quýt một tơn rồi. Quýt lọt nhà rồi. Nó một đứng thủ thôi cũng được anh ơi. Vâng, tham lai là 19 nên chim sẻ đang chém dần của game thủ Cam Quýt. Vâng, đây rất nhiều dần Cam Quýt, một phá vẩy chim sẻ nhưng không thành công. Quýt bay hết ruộng, bay hết tất cả những cơ sở làm ăn của mình. Ở nhà sẻ đang bị chém bởi những con lạc đà của game thủ BB. Sẻ không còn nhiều dần ở trận thiếu này. Đây là một máy của game thủ đấu 1 với tham lai đầu số là 62. Đội bạn sẽ ốp nó 1 thôi. Ở nhà. Vâng, đội bạn sẽ ốp nó 1 khi mà bay hết nhà bên phía đối phương. Anh kéo quân về kê thôi. Vâng, tham lai là 61 đến từ game thủ nó 1. Vâng, quá nhiều dân không thể bỏ qua được những tơn như thế này. Nhưng mà vẫn phải kéo quân về, cay thật. Vâng, rất nhiều quân đội bạn ở đây. Đội bạn sẽ dồn lên nhà nó 1. Vâng, tơn này phải bắt quân của màu 3 trước. Pha vẩy E nào, chuẩn bị vẩy E. Vẩy, vẩy. Vâng, vẩy, vẩy nhiều vào. Bắn đi anh ơi, bắn đi. Vẩy tiếp đi, vẩy tiếp đi. Không biết được trong tình huống này. Tham lai 63. Rồi, tụ lại quân và cơ cấu lại ruộng nào. Anh đang là tham lai to nhất bản đồ á. Nó một đã có tham lai to nhất bản đồ, tôi dám khẳng định bạn luôn. Quýt thì yếu rồi. Bây giờ phải cơ cấu lại nhà ruộng nương một cách đề huề. Vâng, BC rồi đóng thêm cái nhà chính ở cái cánh rừng từ mặt 9 giờ vào mà ăn thôi. Rừng này xấu rồi. Sẻ chỉ quản được màu 3 thôi. Vâng, tham lai đầu số là 63 đến từ cái thủ nô 1 đã được những con lạc đà của BB. Nô 1 đang cơ cấu lại nhà của mình. Và có tơn lên đấm nhà BB một phát. Có. Cho sẻ chăm gỗ anh ơi. Sắp tơn quân và ăn gỗ. Đây là dân của BB. BB đang kéo quân về để có thể đỡ lại cung đờ của nô 1. Trong trận thiếu này BB đang có bài 3BL. Nô 1 4BA rồi. Vâng, cho sẻ 100 gỗ. Cơ cấu lại ruộng nào. Và bắt lạc đà BB. Rất đông cung đờ nô 1 đẩy đi. Nô 1 đã bắn bi đây rồi. Một pha vẩy E đến nô 1. Rất hay. Bắn sẻ. Ok. Rồi, đội bạn lao vào nhà kìa. Nếu như một mình BB thì mình nghĩ nô 1 có thể thủ được. Nhưng nếu như có sự góp mặt của Cam Quýt thì đó sẽ là một cái gì đó rất căng. Và chỉ có một mình BB thôi. Đội bạn không có những pha kết hợp quân với nhau. Vâng, Quýt đang bên nhà sẻ. Kéo quân về đi anh ơi, kéo quân về đi, nó sẽ ốp anh đấy. Nó bay hết nhà thôi. Vâng, nô 1 báo về là không sợ. Mình vẫn đang cảm thấy rất là 50-50 với tờ này của game thủ nô 1. Anh đang đẩy một khoảng gần một kích cung đi. Và đội bạn bỏ nhà sẻ chưa? Bắt đầu bỏ đến từ game thủ Cam Quýt. Vâng, lại chưa? Nô 1 báo về tờ này đủ thủ. Anh bỏ chắn trước mặt VA đi, anh nô 1. Vâng, nô 1 báo về chấp luôn. Tập này cần hết. Vâng, để anh. Các chú cứ để anh. 8-70 đến nô 1 rồi. Quân bắt đầu kéo về. Đây là một máy của thủ chim sẻ với tham lai là 13. Quýt không hồi được trong trận thiếu này. Rất nhiều dân Cam Quýt đã bị chim sẻ đang chém chết. Khả năng cao là chúng ta sẽ có thể gỡ được một trận ở trong trận đấu thứ 3. Và không cần lên giáp 4 anh ơi. BB không có nhiều lạc đà để có thể chơi cung R nó 1 như vậy. Nó 1 quá đông cung R rồi. Mặc dù tham lai sẻ còn 9 nhưng quản rừng rất rát và tham lai. Vâng, chúng ta đang đè 6-4 với cặp đôi bên kia. Và đây là một máy của game thủ nô 1. Cố gắng lên nào. Sẻ bảo anh ơi nhanh lên cho em đi vệ sinh cái, sắp xón rồi. Tham 77 nó 1 ạ. Đây Cam Quýt đây.
Tốc độ đang quá cẩn thận ở trận đấu này khi anh đang giật hết quân về mặt Gambia được. Đây là dân đối phương. Anh đang đấu quân với Gambit. Anh ơi phé ruộng ở cái bên ở kia rồi. Quit resize và tỷ số được ăn còn 1-2 rồi. Cặp đôi chim chạy đá 1-1 ở trong trận đấu thứ 3. Gỡ được một trận ở trong trận đấu này rồi và cần phải tiếp tục. Net alo, alo là net. Anh em xem video thì nhớ đừng quên bấm đăng ký kênh Chim Sẻ Nắng Official để giúp mình sớm có được nút bạc YouTube đầu tiên nhé.